Anh Hương xin kính chào quý vị và một lần nữa đến với quý vị qua chương trình Bảo hiểm và Tài chánh với anh Hương. Hôm nay cô Amy Nguyễn từ công ty State Farm, chuyên viên về bảo hiểm và tài chánh, đã đang tới với chúng ta với đề tài 5 cách để tìm sự bảo hiểm cho tương lai của quý vị. Amy xin kính chào quý vị. Như chị Anh Hương nói, Amy đã làm cho công ty State Farm trong vòng 12 năm qua. Rất hân hạnh được tới đây ngày hôm nay. Nếu nói đến sự dành dụm thì dĩ nhiên trong gia đình của chúng ta ai ai cũng có phần dành dụm, có một cách dành dụm riêng. Nhưng nếu mà chúng ta không có một kế hoạch chính chắn thì dù là dành dụm nhưng chúng ta không có thể biết rằng là tương lai đưa chúng ta thật sự về đâu. Kính thưa quý vị, đúng như vậy. Bởi vậy đề tài thứ nhất mà Amy muốn đề cập tới ngày hôm nay là dành dụm với mục tiêu và kế hoạch. Thường thường mình làm bất cứ một chuyện gì mà mình có một cái mục tiêu và kế hoạch trong đầu thì cái việc đạt được cái mục tiêu đó nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như mình muốn để dành tiền mua nhà cho con đi học hoặc là để dành cho hưu trí sau này, mình phải cần biết rõ được cái số tiền mình cần là bao nhiêu và cái thời gian để mà đạt được cái mục tiêu đó là bao lâu. Từ đó thì mình có thể quyết định được là mình nên để dành hàng tuần, hàng tháng hay là hàng năm. Phải đó quý vị, và cái quan trọng nữa khi chúng ta biết là cái thời gian của chúng ta cần để dành là bao lâu. Ví dụ như mua một chiếc xe thì thời gian nó ngắn hơn, mà thí dụ để dành cho hưu trí thì nó dài hơn, thì nó cũng giúp cho chúng ta biết chúng ta sẽ bỏ tiền đó như thế nào. Ví dụ như thời gian ngắn thì chúng ta có thể phải bỏ vô những chương trình mà nó ngắn hạn, thí dụ như CD mutual fund, CD money market. Còn nếu mà lâu dài thì chúng ta có thể có đủ thời gian để lấy những sự mạo hiểm nhưng ngược trở lại được những lợi tức cao hơn, thí dụ như là mutual fund stock vân vân. Kế hoạch thứ hai là quý vị nên theo dõi những cái chi tiêu của mình hàng tháng. Thường thường lúc mà mình để ý như vậy thì mình sẽ biết rõ được cái chi tiêu nào là cái thật sự cần thiết và cái nào là cái nó phung phí. Tại vì nếu nhiều khi mình chỉ cần thay đổi cái cách mình tiêu xài một tí xíu thôi thì mình cũng có thể có dư nhiều hơn để mà mình dành dụm cho gia đình. Và nói đến kế hoạch thứ ba thì khi mà chúng ta đã quyết định là để dành cho một chương trình nào đó thì chúng ta nên set nó up để cho vô những cái chương trình mà nó tự động tự trừ trong công băng của chúng ta hoặc là trong paycheck của chúng ta. Vì khi chúng ta làm như vậy thì những cái số tiền đó sẽ được cất đi và chúng ta không lỡ sử dụng tới nó và nó làm cho hư hại cái kế hoạch của chúng ta như vậy. Ngoài ra nữa thì nếu mà chúng ta có kế hoạch thì chúng ta sẽ có thể là bỏ vô những cái chương trình mà nó có thể nó có lợi tức cho chúng ta hơn, nhất là về mặt thuế má. Ví dụ như những chương trình IRA cho sự hưu trí hoặc là college education dành dụm cho sự học vấn của trẻ em, trong những chương trình như 529 và Corvidel. Kế hoạch thứ tư là trả bớt những cái nợ nần thường xuyên, nhất là những cái nợ nào mà tiền lời nó cao. Chẳng hạn như nếu mà mình để tiền dành dụm trong nhà băng mà phần lời là 1%, trong khi đó những cái nợ khác mình có là 8 hoặc là 10%, thì cái đó rất là dễ hiểu là mình nên trả cái nợ của mình hết thì càng sớm thì càng tốt. Đúng rồi. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ chăm chỉ trả nợ mà lại không có những kế hoạch mà để dành thì cũng có thể nó không có lợi tức. Ví dụ như nếu quý vị để dành tiền cho sự hưu trí thì khi mà chúng ta có những chương trình thí dụ như 401k qua công sở của chúng ta hoặc là SEP hoặc Simple hoặc là những cái traditional IRA thì trong đó nó có những cái lợi tức cho thuế má. Và nếu mà chúng ta bỏ qua cơ hội đó thì thời gian sẽ không còn lấy lại được nữa. Và ngoài ra nữa thì những chương trình mà chúng ta bỏ tiền vô trong đó nó có thể nó có hái những cái lợi tức rất cao, mà nếu chúng ta đợi đến khi mà chúng ta trả nợ xong rồi chúng ta mới bắt đầu thì cái thời gian nó đã đi qua và chúng ta có thể mất những cái lợi tức đó mà không có thể lấy lại được nữa. Cuối cùng mình là đang trong mùa thuế. Đây là một cái cách mà mình có thể kiếm được một cái số tiền lớn để mà bắt đầu cái kế hoạch dành dụm vững vàng. Đương nhiên khi mà lấy thuế về thì quý vị cũng nên giữ lại một ít để mà thưởng cho công lao mình đã làm việc vất vả trong năm qua. Nhưng mà cũng đừng có quên cái cơ hội là mình có thể mình để dành được có một cái số tiền lớn. Nhưng mà ngoài cái thuế má, tại vì đây là mùa thuế thì chúng ta nói đến thuế má, nhưng mà có nhiều quý vị có những công việc mà có những cái bonus hoặc những cái commission thì như Amy nói nên thưởng cho chúng ta khi nhận được cái tiền đó thì có thể là quý vị xài 1/3 nửa nó, nhưng mà đó là một cơ hội rất là tốt để mà dành dụm một cái số tiền lớn lao hơn là 100-200 đồng một tháng để đạt tới những kế hoạch mà quý vị làm cho quý vị mỹ mãn hơn. Dạ kính thưa quý vị, ngoài ra nữa thì anh Hương cũng muốn nhắc nhở là vào mùa thuế thì quý vị đừng quên những chương trình mà có thể gây những lợi tức về thuế má cho quý vị, đó là chương trình IRA hoặc là Roth IRA. Quý vị nên kiếm đến những người chuyên về
tài chánh để cho họ giúp quý vị, vì nếu mà quý vị bỏ tiền vô trong đó thì quý vị có những cái lợi tức thuế má mà không có thể đạt được khi quý vị bỏ vô những công băng thường ở ngoài. Về IRA với Roth IRA năm 2012 thì cái số tiền quý vị có thể bỏ vô trong đó là từ 5.000 đồng cho tới 6.000 đồng tùy cái tuổi của quý vị, 50 tuổi trở xuống hay trở lên. Còn vào năm 2013 thì cái con số đó sẽ được lên tới là 5.500 đồng và 6.500 đồng. Vậy kính thưa quý vị, hy vọng chương trình hôm nay mang tới cho quý vị thêm một vài cách để mà dành dụm và gây nên tài chánh của quý vị càng ngày càng lớn thêm. Nếu quý vị có những câu hỏi gì về chương trình hôm nay hoặc những chương trình kỳ trước, xin quý vị email cho anh Hương với cái email address đang trên màn ảnh. Xin kính chào quý vị. Kính chào.